Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến của Việt Face Today đến cùng trai là dịp Phạm Dũng trong ngày hôm nay thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2021. Xin được cầu chúc chúng ta một ngày may mắn, nhiều an lành và sức khỏe dồi dào. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Bơi tới bến rồi, cái bến thứ 6. Làm gì mà thanh niên mình thấy thứ 6 mà mừng nghĩ vậy ta? Rồi thí dụ là cuối tuần này có tiết mục gì vui hay sao? Cuối tuần này đi ăn với anh Dũng có thể đó. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, còn cái đi ăn với ai khác nữa không? Hết rồi, chỉ cái tuần này chỉ có đi ăn với anh Dũng thôi. Là vui. Tôi có nghe đồn là hình như là có đi ăn tiệc với mấy ông chủ hãng rượu phải không? Có thể kể một chút chi tiết liên quan đến những cái món rượu ngon không? Thôi, kể không mà không có hình, không video đó, không ai có thể hình dung ra được. Không ai hình dung ra được. Nhưng mà thưa quý vị biết là ông anh của tôi rất là thích uống đồ đỏ, cho nên là mỗi lần mà Thái Lê Diệp có cơ hội đi đâu uống cái chai gì thì đều gửi hình về để mà gọi là khoe hay là chọc với. Nhưng đó là đủ quý rồi đó, gửi hình thôi chứ không phải là mời được ly. Không có mời ở ly nào đâu, chỉ có khoe là hôm nay em uống cái chai này thôi. Và thưa quý vị, bước với bản tin đầu tiên là tin mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ trong tuần này đã từ chối không muốn thụ lý một đơn kiện Đại học Indiana University đã quy định rằng là các học sinh khi mà quay lại trường học vào mùa thu năm nay đều phải chích ngừa. Thẩm phán mà coi như là coi cái khu vực này, đó là bà Amy Coney Barrett, đã từ chối thụ lý hồ sơ. Và cái quyết định của bà nó đồng nghĩa với việc rằng là tối cao pháp viện cũng không có muốn thay đổi những luật lệ của các trường đại học này, khi mà những trường đại học lớn nhỏ lần lượt đưa ra những nội quy rằng là giáo viên, giáo sư hay là các học sinh quay lại trong trường học phải có đến khoảng chừng cuối tháng 8 hay là giữa tháng 9 là đều phải chích ngừa hết, còn không thôi thì phải chứng minh rằng là họ xét nghiệm âm tính với COVID-19 mỗi tuần. Và đó là cái quyết định mới nhất liên quan đến vấn đề pháp lý và cái cuộc giằng co về việc rằng là nên hay không nên chích ngừa hay là không bị chích ngừa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ông Tom Vilsack đã có cuộc thị sát với tình hình hiện nay ở tại tiểu bang Minnesota. Những cái khu nông trại ở tại Callister, ở tại thành phố Cannon Falls, ở trong hình của chúng ta đang nhìn thấy, thưa quý vị, các nông gia ở tại đây đang điêu đứng vì tình hình hạn hán nó đang diễn ra ở tại tiểu bang này trong thời gian vừa qua. Chủ yếu các nông gia ở tại khu vực này người ta trồng bắp, trồng đậu và chăn nuôi bò. Tuy nhiên, vì tình trạng hạn hán xảy ra vài tháng vừa qua tại tiểu bang này, mà hiện nay đó thì cái khu vực này đó, người ta diễn tả rằng bụi nhiều hơn nước. Những cơn mưa thì có vẻ hiếm hoi, trong khi đó các cái đồng cỏ nó càng khô cạn. Theo như các cái diễn tả của các nông gia đó thì người ta thấy đó, thường thường các năm mùa này những cái đống cỏ khô để mà dự trữ cho mùa đông mùa thu dành cho các đàn gia súc ở đây đó nó phải rất là lớn. Tuy nhiên năm nay thì vì cái vấn đề hạn hán cho nên nó đã giảm thiểu một cách tối đa và người ta lo sợ rằng sẽ không đủ lương thực cho cái đàn gia súc, đặc biệt là các cái đàn bò được sữa và đàn bò nuôi lấy thịt. Trong thời gian sắp tới sẽ không có đủ lượng cỏ khô để sử dụng trong cái mùa đông này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Tom Vilsack cũng đã hứa hẹn là sẽ cung cấp thêm một số các cái hỗ trợ cho các nông gia ở tại khu vực Minnesota. Chúng ta thấy rằng không những ở chỉ tại khu vực các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ mà các khu vực miền Trung Tây và Bắc Trung Tây như là Minnesota cũng đang chịu cái cảnh hạn hán như vậy. Và đặc biệt trong khu vực này là những nông gia, nông trại, những người mà hiện nay người ta cũng đã bày tỏ cái sự bất mãn đối với các cái điều hành của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Họ nói là trong thời gian vừa qua đó, ngoài cái việc hạn hán mà họ đang chứng kiến thì cái giá cả nhiên liệu trong thời gian nó cũng gia tăng một cách mạnh mẽ, rồi cái số lượng nhân công càng ngày càng giảm đi và đồng thời các cái chi phí khác thì nó có vẻ gia tăng. Cộng thêm cái việc hạn hán hiện nay nữa thì họ thật là điêu đứng trong những cái mùa này. Do đó mà
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã phải đích thân đến thị sát và đưa ra một số các cái biện pháp cấp thời để có thể giúp đỡ cho nông gia ở tại khu vực này vượt qua được cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Và ông cũng đưa ra lời hy vọng rằng ông nói là với cái gói cải tổ hạ tầng cơ sở vừa được Quốc hội thông qua đó, thì có thể đây là một cái cú hích, một cái đà để giúp cho các nông gia trong những ngày tháng sắp tới sẽ có được cái sự dễ thở hơn. Khi mà những cái tiền này được giải ngân và được lưu thông thì chắc chắn nó sẽ đóng góp vào một phần để giải quyết các cái khó khăn hiện nay của các nông gia ở tại Minnesota. Hơn một năm rưỡi vào mùa đại dịch, tuy nhiên nhiều hệ thống nhà thương một lần nữa phải gặp cái cảnh thách thức là thiếu giường bệnh vì số lượng bệnh nhân trong thời gian qua quá nhiều, khiến cho cái hệ thống bệnh viện ở tại nhiều nơi, nhất là những nơi ở vùng ngoại ô, gặp cái trường hợp là quá tải, không còn đủ chỗ nữa và phải họ phải dựng ra những cái liều ở ngoài trời. Vào ngày Chủ nhật vừa qua thì một người đàn ông tên là Gordon Robinson, 69 tuổi, đã đi bộ vào trong bệnh viện Goodall Witcher Hospital, và ông này rất là bệnh rất là nặng vì COVID-19. Và ngay lập tức sau đó thì các nhân viên y tế đã cố gắng giúp cho ông duy trì tính mạng, nhưng mà họ biết rằng là với một cái cơ sở y tế nghèo nàn ở cái vùng nông thôn đó thì sẽ không có đủ cái phương tiện y tế để mà giúp cho bệnh nhân này. Và bà đã cầm điện thoại lên và gọi rất nhiều nơi tìm kiếm rằng là có những bệnh viện nào trong thành thị mà còn giường bệnh để mà họ có thể chuyển người bệnh nhân này tới không. Vị tá này nói rằng là sau nhiều cú điện thoại, 50 nhà thương trong một ngày đều có cùng chung một câu trả lời: không còn giường bệnh nữa cho người bệnh nhân này. Và bà phải gọi đi đến bệnh viện ở tại những tiểu bang khác như là Louisiana, Oklahoma, New Mexico, vẫn không có câu trả lời. Vì hiện nay tại thành phố Clifton, tiểu bang Texas, nó quá tải, và những tiểu bang lân cận khu vực này cũng không còn giường bệnh, hay là họ nghĩ rằng là cũng không còn nơi để mà chứa chấp thêm những bệnh nhân từ những khu vực khác nữa. Và đây là một trong những cái hiện tượng gần đây nhất khi mà biến thể Delta nó bùng phát nữa, làm cho hệ thống nhà thương ở tại nước Mỹ, nhất là những nơi mà gọi là tâm điểm của dịch đó, trở lại như là một cái chiến trường giống như thời kỳ của mùa đầu đại dịch. Cũng liên quan đến cái vấn đề thiếu giường bệnh, thưa quý vị, những hình ảnh tiếp theo chúng ta thấy đây được ghi nhận từ tiểu bang Mississippi. Những cái bệnh viện giả chiến đã được thiết lập lên ở nhiều bệnh viện khác nhau. Nhưng đây là những cái hình ảnh tại tiểu bang Mississippi mà chúng tôi vừa thưa cùng quý vị. Nó nằm ở trong khuôn viên cái trường Đại học Y khoa Mississippi, và người ta đã phải thiết lập những cái lều tạm hoặc là những cái khu vực bệnh viện giả chiến để mà có thêm giường bệnh. Tại bệnh viện Mississippi này thì đây là một cái khu vực ở parking, một cái nhà gara đậu xe. Trước đây là một cái complex parking lot thì đã được chuyển đổi thành một cái các cái khu vực giường bệnh giả chiến. Ở đây người ta đặt được chỉ có khoảng 20 giường thôi, nhưng mà để đáp ứng lại cái tình trạng hiện nay vì cái biến chủng Delta mà cái số lượng người nhập viện càng ngày càng gia tăng đó, thành ra là nhiều bệnh viện, nhiều địa phương cũng đã phải thiết lập những cái khu bệnh viện giả chiến như thế này. Ngày hôm qua trong những bản tin thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một số các hình ảnh ở các cái nhà thương khác ở trên toàn quốc, họ cũng đã phải xây dựng những cái lều bạt nằm ở ngoài cái khu vực chính của bệnh viện để bỏ thêm giường ở trong đó, đáp ứng lại với cái số lượng người bệnh vì Delta ngày càng gia tăng ở tại nhiều địa phương. Đây là một cái tình trạng chung hiện nay đang xảy ra. Thưa quý vị, trở lại với khu vực ở tại miền Bắc California, ở quận hạt Butte County, cũng trong tuần này thì các phụ huynh đã có mặt ở trước trường tiểu học Oroville Elementary School để mà phản đối cái chính sách là bắt buộc các học sinh của họ phải đeo khẩu trang khi mà đi lại trong lớp học. Thì nhiều người trong cái nhóm người biểu tình này là những phụ huynh, và họ nói rằng họ đến đây để mà phản đối cái việc là bắt con cái của họ phải đeo khẩu trang. Họ cho biết rằng là đây là cơ thể của chúng tôi, và cái quyền chọn lựa của chúng tôi nên để chúng tôi được chọn rằng là có nên hay không nên đeo khẩu trang. Họ gọi rằng là cơ thể chúng tôi, chọn lựa của chúng tôi, không ai nói là chúng tôi phải làm này phải làm kia cả. Còn đối với lại các giáo chức trong trường học này, họ nói rằng là đây là lệnh của tiểu bang đưa xuống, họ không có cách nào làm hơn được. Và hiện nay kể cả cái người mà tổng quản trị của học khu này
đang phải đối diện với nhiều cái câu trả lời rất là khó khăn, ông không có câu trả lời. Không biết rằng là nếu mà trong những tuần lễ tới đây khi mà học sinh đi học lại đó mà Thiều Đông không đeo khẩu trang thì ông phải giải quyết những học sinh đó như thế nào, đuổi họ về, viết giấy phạt, làm sao mà để giải quyết những cái tình trạng như vậy khi mà không có cái sự hợp tác của phụ huynh đối với những học sinh mà quyết định là sẽ không đeo khẩu trang. Cái vấn đề đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang đó là đang đặt ra cho các cái khu học chánh ở trên toàn quốc một cái sự giải quyết rất là khó khăn. Chúng ta thấy đó, có những cái khu học chánh ở tại Florida, ở tại Texas trong những ngày vừa qua cũng đã đi ngược lại với các quyết định của các vị thống đốc ở tại đây, là không được ra lệnh cho học sinh ở trong khu học chánh của mình, trong trường học của mình bắt buộc các học sinh này đeo khẩu trang. Thì một số các khu học chánh đã nói rằng họ phải quyết định cái vấn đề này trong cái mùa tựu trường đang đến gần, là phải quyết định là bắt buộc để mang khẩu trang để có thể là ngăn chặn cái sự lây nhiễm ngày càng mạnh hơn, lớn hơn của Delta. Tuy nhiên vẫn có một số người, quý vị như vừa thấy đó, họ cũng không có muốn điều này xảy ra đối với con em của mình. Đúng là một xứ sở tự do thì người ta có thể có nhiều quyền để định đoạt. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì chắc có lẽ những người này không theo dõi tin tức và thấy những cái cảnh mà những người trước đây là những người đã kịch liệt phản đối cái việc đeo khẩu trang, phản đối cái việc chích ngừa đã phải nằm bệnh viện như thế nào, và những ước muốn của họ khi mà họ nói là nếu mà có dịp thì họ sẽ khuyến khích cả gia đình họ, nếu mà được trở lại khi mà chưa nhiễm bệnh thì họ sẽ khuyến khích cả gia đình để đi chích ngừa như thế nào và họ sẽ đeo khẩu trang như thế nào. Sang qua với các cái chủ trương của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua thì điều này cũng đã làm ảnh hưởng đến cái nền doanh nghiệp của các hãng hàng không rất là lớn. Chúng ta biết được rằng là một số các quốc gia Âu Tây hiện nay họ đã mở cửa du lịch đối với một số các cái du khách từ Hoa Kỳ. Những người đã được chích ngừa một cách đầy đủ, những người đã được xét nghiệm âm tính thì đều có thể thông dong đi du lịch ở các quốc gia Âu Tây. Tại hãng JetBlue, một cái hãng máy bay cũng là tương đối thành công của Hoa Kỳ, một hãng máy bay giá rẻ trong thời gian vừa qua, thì sau khi mở cửa trở lại thì hiện nay họ đang phát triển thêm các đường bay ra ngoại quốc. Những cái chuyến bay đầu tiên của họ đến với Anh Quốc trong những ngày vừa qua đó, thì đã làm cho tổng giám đốc của công ty này cũng cảm thấy là từ đây thì họ có thể mở rộng thị trường của mình. Tuy nhiên cái vấn đề mà ông đã nói với các báo chí trong những ngày vừa qua thì công ty gặp những cái sự cản trở về các cái chính sách du lịch của Hoa Kỳ, là vì đó các nước Âu Tây thì chấp nhận cho du khách Hoa Kỳ đến thăm viếng các quốc gia của họ, trong khi là Hoa Kỳ vẫn giữ cái việc là không cho phép những người nào ở tại các quốc gia châu Âu Tây, đặc biệt các quốc gia có nhiều nguy cơ lây nhiễm, không được du lịch đến Hoa Kỳ. Chính cái chính sách này nó làm cho suy giảm trầm trọng những cái số lượng khách của họ. Ông nói là hãng máy bay của ông khi mà đi bay qua các quốc gia Âu Tây thì là cái số lượng hành khách nó tương đối là nó đầy máy bay. Tuy nhiên trên những cái chuyến bay về trở lại Hoa Kỳ thì dường như là nó đều trống rỗng, và điều này nó tạo cho các hãng máy bay nghĩa là khó khăn rất nhiều trong cái việc mà bù đắp các cái chi phí cho các chuyến bay trở về Hoa Kỳ. Và ông nói rằng nếu như Hoa Kỳ không thay đổi điều này thì có lẽ là các tình trạng của các chuyến máy bay đi du lịch ra ngoài hoặc là về Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục diễn ra và khó khăn, và không thể nào thoát ra khỏi được cái tình trạng khó khăn kinh tế hiện nay cho hãng máy bay. Do đó mà ông cũng đã tuyên bố đó, hãng JetBlue là có lẽ là cũng phải là dẹp bỏ bớt một số các cái chuyến bay ra, là vì khi mà tình hình mà khách đi về không có thì làm sao có thể giữ được cái doanh số của họ để bù vào những cái vấn đề lỗ lã. Do đó là đây cũng là một cái điều quan trọng mà các hãng máy bay hiện nay đang vấp phải với các cái chính sách nghiêm ngặt của Hoa Kỳ liên quan đến việc du khách ngoại quốc nhập vào trong nội địa Hoa Kỳ. Và bản tin tiếp nối liên quan đến tin mà Tổng thống Joe Biden chính thức kêu gọi cử tri của tiểu bang California hãy lưu nhiệm thống đốc Gavin Newsom, người hiện nay phải đối diện với cuộc bầu cử bãi nhiệm dự trù sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Tổng thống Biden đưa ra tweet như vậy trong ngày hôm qua khi ông nói rằng là thống đốc Gavin Newsom là một là hiện nay đang dẫn dắt tiểu bang California qua trong một cái giai đoạn rất là khó khăn. Ông là một cái người đối tác chiến lược trong việc mà đối phó với vấn đề đại dịch và cũng như là gây dựng lại nền kinh tế của chúng ta. Hãy giữ ông trong công việc này.
và cử tri nên bỏ phiếu no hay là bỏ phiếu không cho cuộc bãi nhiệm vào ngày 14 tháng 9 tới đây để mà duy trì California đi về hướng phía trước. Đó là chúng tôi tóm tắt cái nội dung của cái tweet Tổng thống Biden đưa ra trong ngày hôm qua để ủng hộ cho Thống đốc Gavin Newsom, người cùng đảng với ông. Trở lại cập nhật với các tin tức liên quan đến vấn đề chích ngừa cho liều thứ ba đối với các tất cả mọi người đã được chích ngừa đầy đủ hai liều của Pfizer, của Moderna hoặc là một liều của Johnson & Johnson. Thì trong ngày hôm qua, cơ quan FDA đã chính thức đưa ra thông báo là họ đã chuẩn thuận cho việc sử dụng thêm liều thứ ba, mà tuy nhiên chỉ đặc biệt dành cho các bệnh nhân mà có vấn đề liên quan đến hệ miễn nhiễm, những người có hệ miễn nhiễm suy yếu, những người đã phải cấy ghép các cái cơ phận cơ thể vào trong người, và chính những cái điều này nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của họ bị suy yếu đó. Thì FDA đã chuẩn thuận chích liều thứ ba, liều bổ sung cho các bệnh nhân này trong thời gian sắp tới, và chỉ đặc biệt cho những người bệnh nhân này mà thôi. Còn những người bình thường đã được chích đủ hai liều rồi đó, thì cơ quan FDA cũng nói là hiện nay thì số người này chưa cần thiết để được chích liều thứ ba, vì là hệ miễn nhiễm của họ đủ sức để kháng cự. Đặc biệt trong những cái thông báo trong những ngày vừa qua của hãng Moderna cũng cho biết rằng cái liều thuốc Moderna của họ sau khi đã chích được hai liều đầy đủ thì nó sẽ có hiệu lực giữ được khoảng 6 tháng. Và do đó là hiện nay thì những người đã chích đầy đủ hai liều này không cần phải chích thêm liều bổ sung thứ ba. Đây cũng là một cái tin khá đặc biệt mà trong những ngày trước đó chúng tôi cũng đã thông báo đến cùng quý vị, cũng đã đưa đến cùng quý vị là FDA đang cân nhắc liệu là có nên để giúp chích liều thứ ba cho những bệnh nhân mà có hệ miễn nhiễm bị suy thoái, hệ miễn nhiễm phức tạp, những hệ miễn nhiễm mà nó không có mạnh mẽ đầy đủ để có thể có những cái kháng thể chống lại những cái biến chủng đặc biệt hiện nay, chẳng hạn như là Delta đó, thì nay là cơ quan FDA đã chuẩn thuận cho cái liều thứ ba này. Và thưa quý vị, sang qua các tin tức ở tại Afghanistan, thì thành phố Kandahar, một thành phố lớn tại Afghanistan, cũng đã rơi vào trong tay của nhóm phiến quân Taliban. Phiến quân Taliban đã siết chặt vòng vây ở Afghanistan vào thứ Sáu theo giờ địa phương, giành quyền kiểm soát hai thành phố lớn thứ hai và thứ ba của nước này, trong khi các tòa đại sứ của phương Tây chuẩn bị gửi quân đến giúp di tản nhân viên khỏi thủ đô Kabul. Việc chiếm được thành phố lớn thứ hai của nước Afghanistan là thành phố Kandahar ở phía nam và thành phố Herat ở phía tây sau nhiều ngày đụng độ là một bước thất bại kinh hoàng đối với quân chính phủ khi mà lực lượng nổi dậy Taliban tấn công vào lực lượng an ninh của chính phủ. Một thành viên hội đồng tỉnh nói qua điện thoại từ thành phố Herat, thành phố có khoảng 600.000 người dân gần biên giới với Iran, rằng đây giống như là một thành phố ma vì các gia đình đã tản cư hoặc là đã trốn biệt trong nhà. Một viên chức chính phủ khác nói rằng là sau các cuộc đụng độ nặng nề vào đêm qua, thì nhóm Taliban đã giành quyền kiểm soát của Kandahar. Những thất bại liên tục đã làm dấy lên lo ngại rằng là chính phủ do Mỹ hậu thuẫn có thể rơi vào tay quân nổi dậy khi mà các lực lượng quốc tế hoàn thành việc rút quân sau 20 năm chiến tranh. Tình báo của Mỹ cho rằng là Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul trong vòng 90 ngày. Trước những bước tiến của Taliban, thì nguồn giác đài của Mỹ cho biết rằng họ sẽ gửi thêm khoảng 3.000 binh sĩ trong vòng 2 ngày sắp tới đây để mà giúp di tản nhân viên của Tòa đại sứ Mỹ. Đó là tiếp nối của bản tin chiều hôm qua, thưa quý vị. Thì đứng trước sự tấn công mãnh liệt của Taliban trong những ngày này, đó, thì đã có nhiều dư luận chỉ trích cái quyết định của Tổng thống Joe Biden. Và tận cho đến ngày hôm qua, hôm kia, thì Tổng thống Joe Biden khi được báo chí người ta hỏi, đó, thì ông vẫn nói một câu mạnh mẽ rằng đó là cái quyết định cuối cùng và chính quyền của Afghanistan phải tự lực để có thể vượt qua cái giai đoạn này. Tuy nhiên, đứng trước những cái tình hình căng thẳng hiện nay, chỉ tối ngày hôm qua thôi mà hai thành phố thứ hai, lớn thứ hai và thứ ba tại Afghanistan đã lọt vào tay của lực lượng Taliban, lại làm cho các giới chức chính quyền của Hoa Kỳ hiện nay lại phải đưa lên một những cái tiếng báo động. Đặc biệt trong ngày hôm qua thì lãnh đạo phe thiểu số của Thượng viện, ông Mitch McConnell, cũng đã lên tiếng một cách mạnh mẽ kêu gọi Tổng thống Joe Biden cần phải xem xét lại với các cách tiếp cận hiện nay liên quan đến các chính sách về việc rút quân. Ông nói rằng tuy là Hoa Kỳ đã gửi 3.000 quân đến để di tản những nhân viên ngoại giao mà trong bản tin chúng ta vừa nêu, tuy nhiên điều này có đủ hay chưa
Và liệu khi trong khi di tản như thế này, cái sức tiến công của Taliban hiện nay, thì ông nói nếu như các quyết định của Tổng thống Joe Biden đã làm cho chúng ta đau đớn về phần tiếp theo, và thậm chí nó còn tồi tệ hơn sau sự sụp đổ nhục nhã ở Sài Gòn năm 1975. Tức là ông đã đưa ra hình ảnh so sánh như vậy. Và ông nói rằng đó, lực lượng Al-Qaeda và Taliban có thể sẽ làm kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 tới đây bằng cách đốt cháy Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul. Đó là lời cảnh báo mạnh mẽ của ông Mitch McConnell liên quan đến vấn đề này. Và một lần nữa thì ông cực lực đưa ra những cái lời kêu gọi Tổng thống Joe Biden phải có những cái phương thức khẩn cấp để giải quyết tình trạng này. Những cái hình ảnh tiếp theo quý vị thấy là những cái trại tị nạn của người Afghanistan hiện nay, mà các trẻ em, các phụ nữ đã phải tập trung vào một số các cái trại tị nạn khi mà họ đi di tản để lánh xa cái sự tấn công của Taliban trong những ngày vừa qua. Ngày tối ngày hôm qua thì Kandahar, thành phố lớn thứ hai, đã lọt vào tay của phiến quân Taliban. Rồi cái thành phố Herat, thành phố lớn thứ ba, cũng đã lọt vào. Và hiện nay thì cái tình cảnh của những người tị nạn Afghanistan rất là vất vả. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia láng giềng của Afghanistan cần phải mở rộng cửa biên giới để đón tiếp những đoàn người di cư, những đoàn người di tản, chạy trốn khỏi cái áp lực của Taliban ra khỏi đất nước của họ. Và đây cũng là một cái vấn đề phải giải quyết trong những ngày sắp tới của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Họ đang đưa lên những cái vấn đề liên quan đến tình trạng về cái sự nhân đạo đó, cần được sự giúp đỡ về nhân đạo to lớn hơn lúc nào hết trong lúc này cho các người công dân ở tại Afghanistan. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, cả dư luận thế giới đang tập trung chú ý vào các diễn biến tại Afghanistan trong những ngày vừa qua. Và theo những nhận định của giới quân sự thì có lẽ như chính quyền của Afghanistan sẽ tiếp tục giữ được sự an ninh cho quốc gia của mình, ít nhất là trong vòng vài tháng. Những nhận định đó đến nay hoàn toàn dường như đã sai. Khi mà chỉ trong vài tuần lễ, lực lượng Taliban đã có vẻ như chiếm lĩnh hầu hết khoảng 2/3 lãnh thổ của Afghanistan. Tối ngày hôm qua thì những tin tức từ các đài truyền thông lớn Hoa Kỳ đã đưa ra hai thành phố lớn đứng thứ nhì và thứ ba tại Afghanistan, đó là Kandahar và Herat, lần lượt rơi vào tay của phiến quân Taliban. Điều này lại làm dấy lên một mối quan ngại to lớn. Ngay lập tức thì lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện, ông Mitch McConnell, đã lên tiếng chỉ trích một cách mạnh mẽ đối với các hành xử của chính quyền ông Joe Biden trong những phản ứng liên quan đến sự sụp đổ của Afghanistan. Ông nói rằng nếu như Tổng thống Joe Biden không có những phương pháp, những cái phản ứng cụ thể trong những ngày sắp tới, người ta sẽ lại chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan tương tự như việc sụp đổ nhục nhã của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào năm 1975. Và ông nói rằng nếu như không khéo thì tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul sẽ bị đốt cháy chỉ trong vài thời gian, vài ngày sắp tới với sự tiến công như vũ bão của lực lượng Taliban. Hoa Kỳ cần phải phản ứng như thế nào trong những ngày này, những cái giây phút thập tử nhất sinh, khi mà ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe bản tin là chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cử khoảng 3.000 binh sĩ đến để bảo vệ khu vực của phi trường Hamid Karzai ở tại Kabul để có thể di tản những nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ra khỏi đất nước. Trong khi đó thì chính quyền của nhiều quốc gia khác có tòa đại sứ tại Kabul cũng sẽ gửi binh sĩ của mình. Tuy nhiên, trước sức mạnh tiến công như vũ bão của Taliban hiện nay thì những biện pháp này có đủ sức để giúp cho Kabul thoát qua khỏi sự nguy khốn hiện nay hay không? Chính quyền Hoa Kỳ cần phải phản ứng như thế nào trong lúc này? Đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn đưa ra để có ít ra chúng ta cũng có được một cái nhìn sơ qua về những phản ứng tiếp theo của chính quyền trong những ngày tới đây. Mời quý vị theo dõi với phần trả lời của Tyler Diệp. Phản ứng như thế nào, thưa quý vị? Quý vị thấy rằng là hiện nay ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ là làm sao mà giữ gìn an ninh cho các viên chức ngoại giao mà vẫn còn lưu lại trong tòa đại sứ của Mỹ tại thủ đô Kabul. Và đây là cái sự phản ứng chính thức và cũng như là cuối cùng đối với chính phủ Mỹ ở tại khu vực này. Dĩ nhiên rằng là sẽ có một số các yếu nhân trong chính phủ Afghanistan mà nếu mà họ yêu cầu thì có thể rằng là Tổng thống Biden sẽ cho phép những người này được
đưa đi cùng với gia quyến của họ đến một quốc gia nào khác ở tại Âu Châu hay là kể cả ở tại Mỹ. Nhưng mà đó là đối với một số các nhân vật chính phủ cao cấp nhỏ mà thôi. Còn ngoài ra thì dĩ nhiên rằng là chính phủ Mỹ sẽ không có cái khả năng để mà di dời hàng chục ngàn người hay là hàng trăm ngàn người muốn thoát ra khỏi thủ đô Kabul hay là kể cả Afghanistan trong lúc mà cái ngày giờ mà phiến quân Taliban sắp chiếm cứ được thủ đô này nó không còn xa lắm nữa, cho dù rằng là cái sự ước lượng hiện nay của nhiều viên chức quân sự là khoảng chừng 3 tháng nữa thì Taliban mới có thể chiếm được thủ đô Kabul. Nói như vậy không biết là nó có đầy đủ hay không, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là hiện nay Mỹ còn có thể làm gì hơn nữa trong giai đoạn này, khi mà Tổng thống Joe Biden cũng trong tuần này nhấn mạnh lại rằng ông không có hối tiếc gì về quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan vào những tháng trước. Thật ra thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã sắp đặt một số các cái lực lượng quân sự, chẳng hạn như là với 3.000 binh sĩ được gửi trở lại ở tại Kabul để mà có thể bảo vệ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại khu vực của phi trường Hamid Karzai và để di tản số nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ra khỏi đó. Thì các quốc gia lân cận, chẳng hạn như ở bên các cái vùng lân cận của Afghanistan, thì họ cũng đã có một số các cái binh sĩ trụ ở đó để có thể trong trường hợp cấp cứu có thể trở lại ngay tại chiến trường. Tuy nhiên, theo nhận định của Mitch McConnell thì điều này cũng vẫn chưa đủ. Vì nếu như trường hợp 3.000 binh sĩ hiện nay bảo vệ khu vực của phi trường Hamid Karzai không đủ sức với cái sự tiến công của Taliban, và rồi sau đó thì Hoa Kỳ bổ sung các cái lực lượng quân sự ở các quốc gia lân cận để tiến vào trở lại, thì lại cho thấy rằng một cái sự lúng túng của Hoa Kỳ. Tức là tại sao lại cần phải rút lui binh lực một cách vội vã như vậy, rồi phải lo lắng cho cái việc là tiếp viện cho lực lượng rút ra còn ở lại ở tại Kabul. Thì điều này nó là một cái vòng lẩn quẩn mà theo Mitch McConnell nó cũng không tạo ra một cái kết quả mà cụ thể để giải quyết cái vấn đề chiến tranh này. Ông nói là Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề chiến tranh bằng cách là bỏ rơi nó và không đếm xỉa gì tới tương lai của Afghanistan. Điều này có đúng hay không? Và dĩ nhiên, chúng ta nói là Hoa Kỳ không còn cách làm nào khác hơn nữa. Trong khi đó thì ông Mark Milley là tổng tư lệnh ở khu vực này về mặt quân sự. Tướng Mark Milley đã nói rằng trước sự chỉ trích của ông Mitch McConnell thì ông cũng nói rằng ông không thấy cái điều gì có thể xảy ra đối với Afghanistan tương tự như việc đã xảy ra tại Sài Gòn. Ông nói là lực lượng Taliban không phải là lực lượng của quân Bắc Việt ở Việt Nam trước đây. Những điều này có vẻ như là những cái lời chống chế cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Thưa anh, nếu mà nói rằng là Mỹ bỏ rơi Afghanistan đó thì đúng. Mỹ thật sự là bỏ rơi Afghanistan đó, bỏ rơi hay là không đếm xỉa đến đồng minh cũ, vân vân. Cái gì mình gọi cũng được, nhưng mà đây thật sự là bỏ rơi. Còn nếu mà đổ lỗi cho Tổng thống Biden thì về mặt mà gọi là đảng phái nó cũng không công bằng. Tại vì trước đây, dưới thời của Tổng thống Trump, ông đã ký một hiệp định rằng là vào đầu năm 2021 thì quân Mỹ cũng đã sẽ rút rồi. Tổng thống Biden lên nhậm chức thì ông mới gia hạn cái thời điểm này thêm được mấy tháng nữa và kéo cho đến cuối tháng 8 hay là giữa tháng 8 mà thôi. Chứ còn nếu mà Tổng thống Trump mà còn tại chức đó thì theo lịch trình cũ tháng 4, tháng 5 thì binh lính Mỹ cũng đã phải rút ra khỏi Afghanistan hết rồi, chứ không cần đợi cho đến giữa tháng 8 hiện nay mà chúng ta đang thấy cái sự kiện này. Cho nên tôi thấy rằng là nếu mà nói là đây là một cách hành xử riêng của một đảng Dân Chủ hay là một riêng của đảng Cộng Hòa thì nó không đúng. Đây là chính sách chung của quốc gia Mỹ, của hai đảng, chứ không phải là của riêng một đảng phái nào. Còn về vấn đề bỏ rơi thì đúng đó, là bỏ rơi. Nhưng mà chúng ta đều thấy rằng là cái sự bỏ rơi này, Tổng thống Biden không gặp được cái sự phản ứng trái chiều nào từ cử tri Mỹ. Còn dĩ nhiên là những nhà bình luận họ đưa ra những bài nhận định này, những bài nhận định kia, họ là những người dân trí thức thì thôi cũng cho họ có cái ý kiến của họ được trên cái ngồi bút. Còn ví dụ như là anh Dũng cũng thấy đó, dân chúng có ai xuống đường, kể cả phe cấp tiến cũng phe bảo thủ đứng đường để mà phản đối cái việc rút quân này không? Dân Mỹ hiện nay họ đi biểu tình cái việc đeo khẩu trang hay chích ngừa, còn cái chuyện Afghanistan là cái chuyện mà gọi là xa ngàn dặm đối với họ, tức là không quan tâm đến, không quan tâm đến nữa. Theo như cái bản tin này đưa ra đó, họ cho biết rằng đó, để thực hiện việc di tản nhân viên Hoa Kỳ khỏi đại sứ quán ở Kabul, 3.000 binh sĩ Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho sân bay Hamid Karzai ở tại thủ đô. 1.000 lính sẽ được gửi đến Qatar để hỗ trợ vấn đề kỹ thuật và hậu cần.
Trong khi đó thì có khoảng từ 3.500 cho đến 4.000 binh lính sẽ được bố trí ở Kuwait để triển khai trở lại nếu cần thiết. Tất nhiên là chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã có một cái dự liệu. Tuy nhiên cái việc này có thể giải quyết và giúp đỡ cho Afghanistan trải qua kéo dài thêm được một thời gian hay không, đó vẫn còn là một cái vấn đề. Và chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích của Thanh Lê Hiệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch, và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. JOL là một sản phẩm sẽ đem tới sự bồi dưỡng cho tim, giúp phòng chống các chứng bệnh tim mạch. Heart Essential and Enhanced Macro là dinh dưỡng thần kỳ. Hai sản phẩm này sẽ siêu sạc huyền diệu cho tim. Heart Essential gồm dầu omega 3 thượng hạng, dầu cá và dầu khuya giúp phòng chống và giảm mỡ xấu trong cơ thể. Enhanced Macro hỗ trợ cơ thể tạo ra nitric oxide, giúp ngủ ngon, trẻ khỏe, giúp tim mạch tuần hoàn tốt và giãn nở mạch máu, phòng chống sự sơ cứng, lão hóa động mạch vành. Hãy yêu thương bảo vệ tuyệt đối con tim quý vị, phòng chống sự đột quỵ. Khi quý vị mua 150 cho một cặp, mua 3 cặp thì quý vị sẽ được bớt 30 đồng và được tặng một hộp Blood Sugar Support giúp điều hòa lượng đường trong cơ thể. Toàn Moissanite 3D IF nước đi của công ty DMJ Gems là công nghệ mới nhất hiện nay ngoài thị trường chưa có, bởi vì Moissanite 3D có độ cứng hơn Moissanite VVS trước kia. Moissanite 3D có đủ độ cứng 100% như kim cương, có thể cắt bằng tay để tạo sự chiếu sáng như kim cương thật. Và chỉ có Moissanite 3D mới có thể tạo được đường cắt hình dạng bồng cúc, 8 mũi tên và 8 trái tim. Đặc biệt là màu của xoàn Moissanite 3D rất trắng và trong suốt, không thấy màu xanh và xám. Moissanite 3D IF nước đi càng đẹp, càng chiếu sáng và sẽ là niềm tự tin của bạn. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ ship hàng từ 3 đến 7 ngày. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sale hột 2 carat giá 500 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824 hoặc 480-289-1696. Nếu không gọi được, xin liên lạc lại sau 7 giờ tối giờ California. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.